phải lo chi ngày dài, chỉ cần chúng ta tử tế với nhau. Nhớ mai cho ông rời sập xuống, nhớ mai ta không còn thấy nhau. Anh ơi dặn chân đời mình, phải buồn hết đêm là sẽ heo nâu. Khoác vai anh em này đi tiếp, trước mắt ta con đường vẫn đưa. Chị đâu đây? Chị ra ngoài kia cho nó có mạng. À đúng rồi, ở đây không có mạng các bạn ạ. Vào trong khu vực này là toàn bộ là mất sóng luôn. Hey yo, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivu, kênh của một người tích cực và lạc quan, đặc biệt là yêu thích du lịch, đó là mình. Và hôm nay thì mình đang có mặt ở đây là Hồ Tròm Núi, hay còn gọi là Hồ Hoa Sơn, ở Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Thì bọn mình đang cắm trại ở phía bên kia, các bạn có thể nhìn thấy. Và tại sao bọn mình lại lựa chọn địa điểm này để camping thì các bạn hãy xem hết video thì sẽ rõ nha. Và bọn mình đã đến đây sau hơn 2 tiếng nhỉ? 2 tiếng đồng hồ bọn mình đi vào trong đây thì bị lạc các bạn ạ, bị lạc bị lạc một chút. Chả gần 2 tiếng còn gì. Bây giờ mấy giờ? Thì đây, phía sau mình chính là Hồ Tròm Núi. Bây giờ mình sẽ đi bắt đầu dựng lều, dựng trại lên. Đây bọn mình, hôm nay bọn mình được sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Camping Ba Miền. Thợ chuyên nghiệp đấy các bạn, hãy quan sát xem cách anh ấy làm. Mình chỉ quay thôi, còn mình không hề biết dựng trại. Sau mấy lần đi camping thì cũng chưa biết dựng trại như thế nào, tại vì toàn cho cánh đàn ông làm hết. Chỉ vì một con gà thôi mà mọi người make it complicated. Mình cứ enjoy cái moment này. Anh Khánh làm gì ở đấy đây? Có đâu ăn chưa? Không lên được. Lại ngạt thở, anh cẩn thận. Nó ăn đâu rồi? Lên rồi. Oh!
một số thôi. Đây. Ôi, quay ác lên. Quay ác lên luôn. Wow. Và đây thành quả. 15 giây thôi, còn 11 thôi. Quay cái này thôi. Cũng được. Được. Ồ đẹp á. Được, 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 được. Buổi sáng nay bọn mình dậy khá là sớm nhưng mà tiếc là không có bình minh các bạn ơi. Nhưng không sao, cảnh ở đây khá là chill. Bọn mình đi vào đúng cái tầm mà nước nhiều ấy nên là rất đẹp. Đây các bạn có thể thấy. Còn nếu mà đi vào khoảng tầm tháng 4, tháng 5 ấy thì ở đây sẽ cạn và xung quanh đây chỉ là một bãi đất mà thôi. Nên là hãy cố gắng đi vào cái khoảng thời gian như bây giờ mình đi là tháng 11, đầu tháng 11. Rất là đẹp. Phía trên kia các bạn có thể nhìn thấy đó là đê và hồ. Mình đã từng cắm trại ở Hàm Lọn rồi, cắm trại ở Ba Vì rồi. Hồ Hàm Lọn thì mình thấy là mọi người đều biết đến nhiều rồi nên là rất là đông. Còn Ba Vì thì ở trên núi, cắm trại ở trên núi, địa hình nó hơi dốc một chút ý. Còn đây thì có một bãi đất rộng và bằng phẳng thì quá là hợp lý để cắm trại rồi. Đây, lối vào. Bọn mình cắm trại ở phía trong tại vì là thấy phía trong vắng hơn ý. Vắng như thế thì sẽ có không gian cho mình có thể là ngồi nói chuyện, hát hò với nhau mà không sợ bị làm phiền. Lối đi này thì hôm qua mình có thấy là những cái xe ô tô ấy, họ vẫn có thể đi vào được. Ở đây thì di chuyển khá là dễ dàng các bạn ạ. Nó không quá khó đâu. Khu bọn mình cắm trại ở phía bên kia. Mọi người đang chụp ảnh một chút. Chả mấy khi bọn mình có một cái lều đẹp như thế kia đúng không? Mình sẽ đến gần và quay cho các bạn xem nhé. Chị đâu đây? Đi ra ngoài kia cho nó có mạng. À đúng rồi, ở đây không có mạng các bạn ạ. Vào trong khu vực này là toàn bộ là mất sóng luôn. Anh Khánh. Hello em. À, em thấy anh cho thuê lều trại nhìn rất là ok. Thì anh bắt đầu cái công việc này từ bao giờ? Anh bắt đầu từ cuối năm ngoái. Khi mà anh vừa đi xuyên Việt về. Xuyên Việt. Thì anh tiếp xúc các bạn miền Nam, các bạn chơi camping ý. Thì xong anh thích phong cách của các bạn ý. Anh chuyển sang đam mê này, vừa chơi vừa kinh doanh. Thế là mình cho thuê thôi hay là thế nào? Có bán hay gì không? Anh cả bán cả cho thuê chứ. Ồ. Anh thích cho thuê hơn tại vì anh sẽ tiếp xúc với nhiều người chơi cùng đam mê hơn. Thế thường thường thì đạo cụ mình có những cái gì? Em thấy anh rất nhiều đồ luôn. Nhiều đồ loại lắm em. Cả lều này, bàn ghế này. Đèn đề co và giá siêu đèn. Nói chung là full combo luôn. Sống ảo kiểu gì cũng có. Chào chị. Chị đang làm gì đấy à? Chào ơi. Hello mọi người có thể chụp mình ở đây. Và đây là một tiệm tạp hóa của mình. Phải lòng với cô đơn. Mặc dù mình không cô đơn lắm nhưng mà không sao. Dành cho những ai cô đơn. Đó là mình. Ai cô đơn đến giơ tay không? Ai có ai đến cô đơn giơ tay không? Ok, được rồi, gọi lấy tôi đi. Hát đi. Ghép đôi mi chung một giường. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một nhà, ta vui chung một nỗi vui. Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Thái Yến. Bùi Quang Thụy. Bùi Quang Thụy. Hoàng Vũ. Bọn mình đã chuẩn bị gói ghém xong hết đồ rồi, bây giờ mình đi về thôi. Và khi mình về thì xung quanh đây các bạn có thể thấy rất là nhiều người các bạn ạ. Thế nên là chúng mình hãy đi từ thứ bảy và ở lại đêm thứ bảy rồi sáng chuyển bọn mình về là hợp lý. hai con sau khi nội nước xong bây giờ chúng mình đi dép lê về luôn các bạn ạ. Một chuyến đi tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến đi tiếp theo nhá. Bye bye.